Quy Linh rất là vui mừng gặp lại quý vị trong chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Đông Tây Robot Sơn thực hiện. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ đội chơi trong ngày hôm nay, đó chính là Nguyễn Hưng, Ngọc Sơn và Việt Hương. Yeah. Những người bạn chúng tôi bao giờ cũng vui vẻ cả. Ngôi nhà âm nhạc của Ca Sĩ Bí Ẩn luôn luôn có những cái niềm vui nụ cười thế này. Anh Nguyễn Hưng, chắc là trong cái bộ sưu tập đồ của anh chắc không biết để đâu cho hết nha. Giày nè, quần áo, rồi trang thiết bị mẫu mã gì đó nói không bao giờ nó đụng hàng luôn á. Anh, bữa nào cho ghé cái 10 bộ anh. Chị nhỏ, hơi 10 bộ đi. 10 bộ ha. Thiệt hương nữa. Nay màu xanh lá cây. Đẹp quá. Tại vì đội khách có mấy trai trẻ đẹp. Bận áo màu xanh luôn. À dạ. Anh Ngọc Sơn, một hôm thì là một doanh nhân lịch lãm, một hôm là một ca sĩ trữ tình nhẹ nhàng dịu êm, một hôm là cậu sinh viên trắng tinh khôi. Sang trọng như chú rể. Đúng rồi. Đôi giày đẹp xuất sắc luôn. Bữa nào mượn mấy bộ nha. Đây, cho một tràng pháo tay để chào đón đội chủ nha. Và bây giờ chúng ta chào đón đội khách, đó chính là Chí Thiện, Khả Như và Hesley. Xin chào đón những người thân quen của Ca Sĩ Bí Ẩn. Dạ. Thân quen. Dạ. Trở lại lần này có lợi hại hơn xưa không Chí Thiện? Dạ, sau khi mà em đã trải qua được mùa này là mùa thứ tư rồi. Đúng rồi. Dạ, thì trung bình của em là 2 lần thua 1 lần thắng. Thì em không biết là lần này mình có kinh nghiệm hơn không. Tại vì những nhân vật ở trong chương trình càng ngày càng lợi hại hơn. Không phải nhân vật lợi hại đâu. Dạ. Mà tổ biên tập lợi hại đúng hơn rồi. Rất nhiều. Ngay cả Khả Như, người tham gia cũng nhiều ha. Dạ. Hôm nay bạn cảm giác thế nào? Có lo sợ, có run gì không? Em thấy là em tham gia rất là nhiều số rồi. Và em cảm thấy là em là một người không bao giờ biết rút kinh nghiệm luôn. Nên cái chuyện mà em có thắng hay thua nó chuyện nó bình thường lắm. Em đối mặt hết với số phận. Em ơi, hôm nay anh muốn thắng. Anh muốn thắng hả? Ừ. Em trông chạy vào anh. Em là hả, cứ ra mà em thấy ừ coi được là em chọn thôi chứ em cũng không có suy nghĩ nhiều. Chứ em đi chơi gì à, chơi không thắng chơi còn gì ST, à? Còn ST, em tin ST. Vậy thì chết rồi. Chứ sao? Đây là lần thứ hai em tham gia chương trình thôi và em nghĩ rằng là hai anh chị của em sẽ là người trọng trách rồi. Em gánh nặng trên vai. Không, em có thể tin anh. Bản thân em, nhưng mà hôm nay anh chị nói vậy thì em hơi hoang mang. Hoang mang, đừng hoang mang. Chương trình này luôn luôn có sự hoang mang đó. Để dành đi rồi chút hoang mang ha. Rồi, cảm ơn đội khách đã đến với chương trình bao giờ. Xin mời chúng ta về vị trí chuẩn bị cuộc chơi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tiết mục đầu tiên. Với 3 thí sinh ra đây sẽ trình diễn trên nền nhạc đã thu sẵn, một bài hát thu sẵn của nhạc sĩ, ca sĩ danh ca Ngọc Sơn. Chúng ta sẽ đến với phần trình diễn đầu tiên. Xin mời quý vị. Giang nhét nhanh chân vui bước mê say, đôi con tim cùng di nồng cháy. Nhớ nhé anh đêm nay mình vạch kề vai đắm say, cho câu hát xa bay, cho niềm tin trao dâng ngày mai. Nhìn vầng trăng khuya treo lặng lờ, ánh mắt em say trong mộng mơ, và tình đôi ta như muôn bài thơ, nghe hồn chơi vơi người yêu ơi. Nào cùng vui lên đây, thắp sáng lên tình yêu, đến với nhau đêm nay, mình quay cuồng.
trong ngất ngây. Cha cha da cha, cha cha da cha, hát lên anh ơi, khúc ca nồng say tuyệt vời. Khúc ca nồng say tuyệt vời. Nhìn vầng trăng khuya treo lẳng lơ, ánh mắt em say trong mộng mơ. Và tình đôi ta như muôn bài thơ, nghe hồn chơi với người yêu ơi. Nào cùng vui lên đây, thắp sáng lên tình yêu, đến với nhau đêm nay, mình quay cuồng trong ngỡ. Cảm ơn Vũ Đoàn Anh Cây, cảm ơn ba cô gái số 1, số 2, số 3 hát lo nhảy quên hát luôn á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đoán xem ai là ca sĩ. Có một cái chị, một cái bạn số 2 đó ha, em thấy ha là hả nhảy dữ lắm, bả nhảy hồi em thấy bả Vũ Đoàn. Có cái nét Vũ Đoàn, dạ, có nhịp trong người. Còn cái chị chính bên đó là số 3 à, thì thôi đừng hỏi luôn, quên đưa micro hát luôn. Mà giờ cười hoài kìa, Dư đứng cười hoài. Dạ đứng cười hoài, nãy giờ chưa nín luôn. Không biết tại sao mà cười luôn á. Dạ cười? Chắc quen ai đó trong đây. À, góc đưa mặt nãy giờ về phía bên kia hoài luôn á. Dạ, còn cái chị số 1 đó ha, là em thấy bà có thù với nhịp. Em thấy được cái nét né cái nhịp ra, em cảm thấy là ba người này su cà na ha. Có ca sĩ ở đây. Hồi nãy lúc mà vừa mới coi tiết mục á, thì lúc đó em càng nhìn vào chị số 1. Cái lần đầu á, chị quên lời, thì em nghĩ là chị diễn thôi. Nhưng mà sau khi cái lần thứ hai mà vô lại lần nữa, chị quên lời lần nữa là em biết rồi đó. Ánh mắt em say trong mộng mơ, và tình đôi ta như muôn bài thơ, nghe hồn chơi vơi. Chị quên lời lần nữa là em biết rồi đó. Chị quên lời xong chị gì nè. Nhưng mà chị luôn nhớ nhảy nha. Ờ nhớ nhảy. Cái chân thì vẫn nhảy thôi nhưng mà miệng không nhép. Dạ. Còn ST thì sao? Ủa em đang hoang mang tí xíu á mọi người. Sao vậy? Là mình đang chơi trò chơi rồi hả mọi người? Chơi rồi. Chơi rồi đó. Chơi rồi đó. Tại vì em tưởng là ba bạn này Vũ Đoàn không à. Có khi là Vũ Đoàn thiệt luôn á. Đúng rồi. Hát không có vô cái gì hết. Nhưng mà em thấy cái bạn cao cao đó hình như nhìn quen quen, không biết có phải hay không. Ừ, có thể quen á. Không, em nghĩ là cái bạn này là nếu như quen là đúng cái cô đó, thì cô đó hay cười lắm. Cười hoài à. Đó, cô đó cũng cười hoài luôn á. Không, có khi quen chị Diệt Hương á. Chị Diệt Hương biết nhiều người không, lắm. Không, cao chị ít có chơi lắm. Sao vậy? Mấy người cao chị đâu dám chơi đứng kế bên. Thôi bây giờ đội chủ nhà mình phân tách đi. Thì cái bài này á, bạn nào cũng chờ nhạc để đúng cái câu của mình vô. Thì Hương nghĩ là việc thứ nhất, bạn số 3 có thể không phải dòng nhạc của bạn, cho nên bạn sẽ tập trung vô nhảy. Nhưng riêng cái bạn số 2 thì bạn nhảy rất là tốt. Việc thứ nhất bạn mang giày, có kê gót ở đằng trước chứ không phải giày mũi nhọn không. Rồi còn cái biểu tả hay cái kiện cảm của bạn á, thì cái lúc mà nhạc đến bạn đều chờ và vớt đủ vô. Có thể không phải nhạc của bạn thì vớt mi không có kịp, nhưng vớt đều là vô hết. Thì đối với em, cái bạn đứng ở số 2 nãy đứng ở vị trí số 1 á, bạn đó làm cho Việt Hương cảm giác an toàn với bài hát này. Anh Hưng, theo anh thì đâu là ca sĩ? Nghi ngờ số 1. Số 1. Cái điều mà Hưng nghi ngờ là vì nè, cái bài của Ngọc Sơn này là bài khúc tình nồng với thể điệu là cha cha cha. Ba em chỉ là ra là thấy cứ làm như là đứng là làm gì cho có. Em số 2 và em số 3 là di động và làm này kia, nhưng mà riêng em số 1 là cái đơ làm như là không biết gì. Rồi còn em số 3 đó, không thì chiều cao nè, nhìn anh nhìn là thấy thấy được ha, thấy được lắm mà che rất là kỹ. Nhưng mà che kỹ đó, thứ hai là còn lẽ còn quên lời nữa, hay là chắc em mới nhổ răng đâu. Nếu mà cho anh chọn anh là để cho chút xíu đi, chờ ngồi sau nói xong đi. Rồi đợi xong đi.
Thì vừa nãy mình nhìn cô số 3 đầu tiên là Sơn có ấn tượng lắm á Linh. Khi mà hát bài giật cái đùng đùng mà cô này cứ như chèo xuồng vậy đó. Nghĩa là không có cảm giác về cái giạc cha cha giật gân. Còn Sơn thấy là cô hình như có một cái điều gì muốn nói, hoặc là điều gì có niềm vui, có khi người ta vui quá đó mà thổ lộ bằng cách chân thành. Cho nên là nghĩ rằng nếu cô số 3 là một ca sĩ chắc chắn sẽ hát những dòng nhạc trữ tình. Còn cô số 1 á, anh thấy rằng rất là lung túng. Cái tay cổ hay cái giật giật lên như nè, bị rung á, đôi khi quên đưa ra vào. Nhưng cái cô số 2, bây giờ là cô số 2 đứng ở góc này nè, vừa đứng số 1 này. Đúng rồi, ngay số 1 thì vừa đứng cô số 2 thì chỉnh chua nhất. Cô này bình tĩnh nhất, cái khả năng là hát nhạc thiệt sẽ là cô số 2. Bây giờ chọn đi, đội khách số mấy? Dạ, số 3. Khả Như số mấy? Dạ em theo anh Thiệt. Số 3. Dạ. Vậy thì Ati theo em thì em chọn số mấy? Em thì chọn số 2, tại vì em nghĩ bạn này sẽ là một người nghệ sĩ, cũng có thể là không phải ca sĩ nhưng mà có thể là vũ công hoặc là thì người ta chọn ca sĩ mà bây giờ cũng có thể. Nhưng mà số 3 em nghĩ rằng là một cũng là một diễn viên luôn. Ý kiến của em bây giờ không còn quan trọng nữa bởi vì hai phiếu rồi. Dạ. Số 3 lui. Bà khoái bà cười nữa. Đó đi chưa? Thấy không? Bà này cười. Bà này là em không biết hát được hay không mà em thấy bà vui. Ừ, vui là cười à. Dạ. Đến đội chú nha. Số mấy? Em chọn số 2. Để hai. Số 2. Dạ. Anh Hưng. Hưng chọn số 1. Bây giờ thì số 2 lui. Số 1 đứng yên nguyên. Giật mình ha. Cô đâu phải là ca sĩ đâu mà giật mình. Xin mời giọng hát thật của số 1. Vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mây thua mắt xanh xao, nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ, đường dài hun hút cho mắt thêm sâu. Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ, buổi chiều ngồi ngóng những chiến mưa qua, trên bước chân em âm thầm lá đổ, chợt hồn xanh buồn cho mình xót xa. Chiều nay còn mưa sao có nhau hằn lên nỗi đau, bước chân em xin về mau. Mưa vẫn hay mưa cho đời biến đời, làm sao em nhớ những vé chim đi, xin hãy cho mưa qua miền đất rộng để người phiêu lãng quên mình lãng du, để người phiêu lãng quên mình lãng du. Hay quá, giọng rất là lạ. Bây giờ em hãy nói cho người biết đi, em là ai, em có phải là ca sĩ hay không? Thế em xin chào ban giám khảo. Em không phải là ca sĩ ạ. À, hay ghê. Em tên là gì, em giới thiệu cho người biết. Em giới thiệu, em tên là Phương Lan ạ. Wow. Em làm công việc gì? Em kinh doanh và em đang ở vừa Hà Nội bay vào. Lan bán gì Lan? Kinh doanh về thực phẩm ạ, thực phẩm ăn uống ạ. Wow. Mình hát từ lúc nào mà sao cái giọng hát nó da diết
mà nó cũng dày vậy. Em thích hát từ hồi em còn nhỏ. À, giọng giọng hát dễ nhớ lắm á. Nhạc Trịnh Công Sơn mà hát bài này thì cũng dữ lắm á. Linh ơi, mình có nhớ cái bài này không? Hồi lại mình ngồi nghe ký túc xá Linh. Đúng rồi. Đúng không? Ngồi ở trên là tầng 6 trên đó Sơn. Lan Can, Lan Can. Đúng rồi, Lan Can đó. Bài này thì Sơn nói cho Lan nghe, làm sao em nhớ những vết chim gì? Làm sao em nhớ những vết chim gì? Chứ mà chim đi, người ta tự là chim đi. Nhớ điều đó, giọng Loan là giọng nữ trầm hiếm hoi lắm, hiếm có. Mà giọng nữ trầm rất hợp với nhạc của Trịnh Công Sơn. Hát một cách rất nhẹ nhàng, rất là đẹp. Sơn nghĩ rằng nếu mà đi theo con đường chuyên nghiệp mà hát các phòng trà cũng sẽ khá thành công, đúng không các bạn? Dạ. À, chúc mừng Loan với bài hát rất hay, gửi lời thăm Hà Nội yêu thương. Vâng, yeah. Em xin cảm ơn. Hôm nay Loan đã đem đến một không gian âm nhạc đầy cảm xúc nha. Như vậy là chúng ta cũng vui, bởi vì chúng ta loại một người không phải là ca sĩ, cơ hội càng tăng cao. Dạ. Bây giờ thì sao? Bây giờ chúng ta nghỉ giải lao vài phút, Quỳ Linh sẽ quay trở lại. Đúng quý vị, chúng ta đã trở lại với ca sĩ Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là sự xuất hiện của ba chàng trai, cũng như thế sẽ biểu diễn trên nền nhạc thu sẵn, và chúng ta tiếp tục tìm đâu là ca sĩ Bí Ẩn. Xin mời. Hồn lỡ xa vào đôi mắt giống mình với ổng luôn. Chiều nào xòa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Đời lắm phong trần tay trắng tay, trời đông ngại gió có duyên quá phải. duyên đúng rồi, Phật nào lâu kiến trăng về không lối chiếu, gác cao ngăn niềm yêu thì thôi mơ ước chi nhiều. Bên nhau sao tình xa vàng lấy mấy sớm mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rừng rừng sầu, lặng nghe tiếng pháo yên ai qua cầu, đường phố muôn màu sao thiếu em. Về đâu lặn tóc xòa bên rèm, lâu vắng không người sống khép kín, nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi thềm. Lâu vắng không người sống khép kín, nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi Trời ơi. Chúng ta vừa xem xong một màn trình diễn hài hước, vui nhộn của ba chàng trai chúng ta. Đặc biệt là anh số 6, anh hay quên. Không, em thấy cái này nó hay lắm. Hay, luôn dễ thương. Nó dễ thương và cái hiệu ứng trên sân khấu nó rất là tốt luôn. Nhất là anh số 4 vừa ra, em với Khả Như là giật mình, anh bật cửa ra, anh bật cửa ra anh hát. Còn em thích nhất là cái anh số 6, ảnh lau kiến và ảnh xịt kiến rất là có tâm luôn á. Em nói cái tiết mục này hiệu ứng rất là tốt. Anh làm nghề lau kiến thiệt mà. Không, em không tin anh lau kiến đâu. Em đang nghi anh ca sĩ á. Đừng nghi à. Còn Khả Như thì sao? Dạ, em thấy là ba cái chàng trai này thì có được lòng em ghê lắm. Thật sự luôn á, vui. Em thấy là cái chàng số 4 là có một cái sự cái nhịp nhàng của cái hành động. Còn cái anh chàng số 6 là em thấy hơi siết. Thấy lao gương đồ. Diễn vô hình đồ. Diễn vô hình. Diễn trước em thấy là có thể là diễn viên siết luôn. Còn anh số 5 ta nói ỷ đẹp trai hay sao? Bất động, tóc tai mướt ngược em. Nhìn em đoán là em thấy cái ông này cũng có thể là phải là
ca sĩ hay là nghệ sĩ hay cái gì đó. Cái vị trí của em là em thấy được cái bạn số 4 nhiều nhất. Và em thấy cái khẩu hình miệng của bạn là khi bạn hát bạn là nè. Rung lắm. Nhai micro luôn. Đúng rồi, cho nên là em đang thiên về số 4 nhiều. Thiên về số 4. Sao rung mà thiên về số 4? Tại biết đâu người ta quen cái kiểu hát đó. Có những người ca sĩ người ta sẽ hát kiểu là không, anh không đồng ý với em đâu. Tại vì vừa rồi hát cái câu đó là anh thấy rồi. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em. Vậy sao hát đúng không? Cái miệng khẩu hình miệng nó không hát được, khó lắm. Anh không đồng ý với em lắm. Mấy chú ơi. Đúng rồi. Rồi xin mời đội chủ nhà. Dạ mấy chị biên tập. Dạ. Coi giày dép quần áo mấy chị cất ra đằng sau. Rồi mở cửa sổ thấy mặt ảnh không thôi là tay chân không lấy dơ lên rồi đó. Là thua rồi. Quần áo cũng không có soi được. Nhưng mà cực kỳ hiệu ứng và duyên dáng. Nói thì nói, em là phụ nữ, em cũng phải điện chút xíu. Ông số 6 body đẹp quá. Cái eo đẹp vô cùng. Trời ơi. Mềm xèo. Mềm xèo hả? Ông số 4 bụng ông đang hớp vô bị không nghe khen bên kia. Ông sợ tôi tràn qua cái vàng bụng của ông, ông che lại. Che lại liền. Bị gì tôi thấy ngồi trên lầu cao mà rất nhớ tuồng là mở cửa đóng cửa. Đó, đứng ở cái phong thái này á, cảm giác cái người vừa người nhất là người hát được, là người số 4. Số 4 đúng không? Thanh Nguyễn Hưng thì ai là ca sĩ? Nguyễn Hưng thì cái dàn dựng này nó có một cái rất là hay và rất là lạ. Nhưng mà cái anh chàng số 6 đó, Nguyễn Hưng nghĩ cái anh chàng số 6 là sẽ là ca sĩ. Ca sĩ sao anh? Là vì cái động tác mà anh xịt kiến rồi nó đau đó. Nó làm cho mình á, mình cảm thấy là sau hai ngày này thì ngồi ca. Là cái anh chàng cái xịt kiến mà cuối cùng á là ông lại thò tay ra. Là ông kéo cửa sổ như là ông muốn quên. Nhưng mà thật sự là ông phải là quên. Số 6. Còn ba Ngọc Sơn. Anh số 4 thì thấy là nghi ngờ nhưng cái người ca sĩ lên người ta không chống nạnh kiểu đó. Tôi sẽ nghi ngờ anh số 5. Bây giờ mình quyết định thôi. Dạ. Đội khách. Số mấy? Em thích anh ba. Em anh thích ba. Anh ba nên không, em thích cái lời nói của anh ba. Nên em sẽ chọn số 5. Số 5. ST anh nghĩ là số 6. Tiêu chí của đội mình chọn là cái gì nào? Mỗi người một số. Đây em bên này cũng vậy, em chọn số 4. Ở đây chọn số 5, đây chọn số 6. Tôi giờ 6. Không nhất đi. Tại team của em đã có một bạn nữ rất là cao rồi cho nên là em sẽ lấy một bạn nam cao luôn. Trời ơi. Để cho phù hợp. Ôi thôi vậy vui. Dạ. Đó em sẽ chọn số 5. Số 5. Dạ. Số 5 lui. Chủ nhà. Anh Sơn chọn số 5. Nhưng mà bây giờ người ta chọn rồi mình có nhường không? Hay là mình vẫn giành số 5? Thôi nhường đi em. Nhường. Vậy anh chọn số mấy? Chắc anh chọn số 6. Chọn theo anh Hưng đi. Em chọn số 4. Anh Hưng là người quyết định. Chọn số 6 hả? Số 6. Dạ. Vậy thì Ngọc Sơn chọn số 6. Lui. Số 4. Bạn là ai? Hãy hát bằng giọng thật của mình. Xin mời. Đôi khi anh thường muốn có niềm vui mỗi tối xuân chơi đây đó cùng bạn bè gần xa. Khi xưa anh là thế đây, giờ đây đã có ai đó trông ngóng trở về nhà thật nhanh. Một nụ hôn ấm áp vòng tay ôm phía sau sẽ là nụ cười niềm hạnh phúc mà ta đã mơ hồ. Cứ trôi qua một ngày nhớ, chỉ cần nhìn thấy em cười vui. Và rồi anh sẽ trở về trước khi nắng ta hoàng hôn. Từng chiều để em khi ấy mỉm cười đón anh sẽ chia buồn vui. Từng ngày to be do to be do to 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 be do to be do to 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 be do to be do to to. Đừng lo mỗi khi em chờ. Whoa na 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 na. Vì anh sẽ về sớm thôi. Đôi khi xa là nhớ lắm, buồn vui đâu biết, chỉ có nỗi nhớ chỉ sợ cho thật lâu. Dẫu vài lần thôi, anh yêu em vì thế đây. Chỉ cần bên anh dù có mưa gió chẳng sợ điều gì đâu. Một nụ hôn ấm áp vòng tay ôm phía sau sẽ là nụ cười niềm hạnh phúc mà ta đã mơ hồ. Cứ trôi qua một ngày nhớ, chỉ cần nhìn thấy em cười vui.
Vì anh sẽ về sớm thôi, đêm nước mắt cũng chẳng được đâu, vì nụ cười mình được cười bên nhau. Phải làm sao giờ, phải làm sao giờ khi thêm một dòng tin nhắn đến. Không phải chờ lâu nữa đâu, chỉ một thoáng phút chốc nhường màu. Anh sẽ quay về đây và ôm đôi vai em vẫn luôn là như thế. Vì anh sẽ về sớm thôi. Quá dễ thương. Trời ơi, có người cười đó, đôi mắt luôn. Thấy không? Mắt luôn. Thôi đừng có tình không? Không, người ta hát thôi chứ không có tình đâu, đừng nghĩ sao quá. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ rồi. Dạ không. Cảm ơn Vũ Đoàn em cây. Vậy mình tưởng được đổi tình. Bây giờ anh hỏi thiệt chứ Khả Như có trả tiền quảng cáo không vậy? Anh Thiện đứng đây cho em đỡ buồn coi. Không sao đâu, về đây, về đây. Hả? Có anh với Tiền. Chương trình rất là yêu em rồi, em coi kìa 6, 7, 8 hình. Trời đất ơi. Cái anh đó không yêu em nhưng mà cái anh thiết kế yêu em. Đó. Đi kiếm anh thiết kế, đi kiếm anh thiết kế liền. Một lát cho em gặp thiết kế thôi em khóc. Không có tỏ tình chị phải không? Hỏi lại nè. Dạ, dạ không. Dạ nhưng mà có không. Cái nhìn già biểu luôn dạ. Chị. Có già biểu em. Thôi được rồi, có anh ở đây. Thôi hiểu rồi á. Thôi về đi em. Rồi bây giờ bạn hãy nói đi, bạn là ai, có phải là ca sĩ hay không? Lời đầu tiên thì cho em xin được gửi lời chào tới đội nhà và đội khách, chú MC Quỳnh Linh và cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn. Em là Poppy Nhật Liên và hiện tại em là... Đứng ở cái phong thái này á thì cảm giác cái người vừa người nhất là người hát được, là người số 4. Và em thấy cái khẩu hình miệng của bạn là khi bạn hát bạn là như nè, rung lắm, nhai micro luôn. Đúng rồi, nên thiên là số 4 nhiều. Anh số 4 thì thấy là nghi ngờ, nhưng cái người ca sĩ lên người ta không chống nạnh kiểu đó. Có thể là vũ công. Và hiện tại em là... Biên đạo nhảy. Biên đạo nhảy hát quá, hát vậy em. Biên đạo. Biên đạo luôn đó. Biên đạo. Biên đạo em cây. Hả? Dạ, em là một trong những biên đạo của chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn. Em cũng là bố con của Vũ Đoàn Anh Thay. Tôi nói với Việt Hương, mà nói em này là dancer. Hôm nay anh Hương anh đoán thường như chính xác đó ha. Rồi, nói chung là em cũng rất là quen với chương trình rồi ha. Cũng cảm ơn em đã thêm một cái nghề mới, một lĩnh vực mới. Mà anh nghĩ rằng nếu mà rèn luyện cái giọng hát thì hát những cái bài tin 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 là rất là dễ thương luôn á. Dạ, cảm ơn chú Linh. Dạ, vâng ạ. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn em cùng các anh chị em Vũ Đoàn Anh Cây đã đồng hành với Ca Sĩ Bí Ẩn. Dạ, vâng. Cảm ơn các bạn. Dạ. Là không có luôn hả? Không có thiệt hả? Không có. Không có mà. Tại vì chương trình mình cũng đang lên sóng á, cho nên em tỏ tình chị trên này cũng kỳ. Nhưng mà ra ngoài có không? Dạ, ra ngoài thì... Đi vô đi, được rồi, đủ rồi. Đi. Cảm ơn tất cả mọi người. Thấy không? Vũ hoàng không? Dễ rồi. Rồi, như vậy là chúng ta tiếp tục có một người không phải là ca sĩ nữa. Càng làm cho niềm vui của hai đội dâng lên cao. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghỉ giải lao. Đồ
Đội Nhà và Đội Khách đã có bước chạy đà hoàn hảo khi tìm được ngay hai người chơi không phải là ca sĩ. Đó là nhà kinh doanh Phương Lan, mã số 01, và chàng biên đạo Nhật Liêm, mã số 04. Với mã số 02 và 06 thuộc về Đội Nhà, mã số 03 và 05 thuộc về Đội Khách. Vòng song ca hứa hẹn sẽ là cuộc cạnh tranh quyết liệt của cả hai đội chơi. Hãy cùng chờ xem diễn biến tiếp theo như thế nào nhé. Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với ca sĩ Bí Ẩn. Bây giờ đây thì đội chủ nhà có hai thí sinh sẽ bước ra biểu diễn trên nền nhạc một bài hát của nhạc sĩ Trương Phi Hùng, bài hát được mang tên Anh Ba Chị Tư. Nghe nói anh ba xóm trên rất đa tài, anh kéo đờn cò nghe ngọt sớt cái lỗ tai. Nghe nói cô Tư nổi danh nhất xóm ngoài, giọng ca như chim hót, mấy anh trai làng chết mê. Không dám đâu anh ba, chắc anh đã nghe nhầm. Em đây hát thì thầm cho bọn trẻ nó nghe chơi vậy hả? Nghe danh Tư đã lâu mà nay mới gặp lần đầu, người gì đâu xinh quá, chắc tối nay về tôi ngủ mơ. Đêm nay trăng sáng ngoài sân, trăng sáng đầu sông, Tư hát sao câu còn tôi kéo đường cò. Tôi mừng lý con sáu, thương em miệt vườn, anh có đợn được không? Được chứ, vì thương Tư. Ngại đường xa, tôi đã học thêm thầy hai, quyết chí sang đây nghe Tư hát tôi đợi. Tư thiệt là có phước nha, được anh ba đơn cò để ý sang làm quen. Mai này con nước lớn, anh ba kéo đơn cò qua rước Tư về dinh. Mai này con nước lớn, anh ba kéo đơn cò qua rước, rước Tư về dinh. Cảm ơn Vũ Đoàn Việt Hải. Rồi, xin mời hai bạn về vị trí. Và bây giờ chúng ta bắt đầu lựa chọn xem ai là ca sĩ đội chủ nhà. Ban biên tập chọn cho hai bạn bài này nó dễ khớp quá, hai người làm chặt chẽ luôn, cho nên là hơi lo. Bạn áo hồng, bạn nữ á, phục trang chỉnh chu rồi cái màu sắc áo của bạn đó bị ác chế em, cho nên em lo nhìn bà nữ không à, ông nam không có nhìn. Còn anh Nguyễn Hưng. Hưng á thì đầu tiên là Hưng chọn anh ba, nhưng mà vô cái phần này thì thật sự là anh ba tới giờ chót mà cái câu cuối cùng á, cái microphone đang cầm như vậy, thay vì cái câu áo cuối cùng là anh giơ cái tay như vậy thì cái tay nó nằm ở trong. Anh buông qua cái tay bên tay phải để anh đưa cái tay ra, anh đứng ra ngoài. Thì Hưng nghĩ cái này cái nghệ thuật đó, giống như bây giờ Hưng lại hơi bị chù trừ một chút. Chù trừ. Bên này là nam, mình là nữ, do anh Sơn quyết định đi. Không, bây giờ để Sơn nói trước đi. Wow, bây giờ Sơn nói trước đi, Hưng chỉ nói đó thôi. Cái diễn của cậu này chắc là một nghệ sĩ. Nghệ sĩ cậu, hả? Đúng, là một nghệ sĩ, như là ca, có nghề làm trong cái đúng, nghề thuật. Nhưng mà sao ông này ông làm ca, ông nghệ sĩ khác. Có thể là một nghệ sĩ cải lương. Cái hồn khi mà những cái động tác á, bó đề lại qua những cái động tác thì cái tình cảm hoặc cái gì đó muốn diễn tả cái lời hát theo cái tay của cậu này. Nhưng riêng cô gái thì vẫn rất là điềm đạm. Dạ, rất chỉnh chu. Điềm đạm. Nếu mà cho mình chọn thì mình sẽ nghiêng về anh chàng số 6. Số 6. Em chọn nữ, anh Sơn chọn nam. Anh quyết là định người quyết định. Đó, em bắt khó anh vậy đó. Không, thật ra cái số này là nghệ thuật lắm. Ông cái quyển chuyển mà nghệ thuật lắm, cái nhất là cái câu áo cuối cùng, một cái vụ ông đưa qua đưa lại đó, ông lanh dễ sợ luôn. Số 6 đi anh. Chấp nhận thua cũng bắt anh luôn. Thua cũng bắt luôn. Như vậy là chọn số 6. Số 6 lui. Câu số 2 là ai? Bây giờ cô sẽ hát xem. Xin mời số 2. Một đêm cuối nẻo một người tiễn một người đi, đẹp thương bao.
Số 2 đã hoàn thành xong phần biểu diễn của mình. Bây giờ đội chủ nhà đó đang ngồi không biết nói sao luôn. Bởi vì chính đội chủ nhà là người loại số 2. Bây giờ mọi người đang cũng rất căng thẳng, đặc biệt là hai chàng trai Nguyễn Hưng như anh không dám dòm luôn á. Anh Hưng dòm, anh không dám dòm. Em mà luôn. Nói mà cổ mà giới thiệu ca sĩ cái là chết cho em liền. Nào, giới thiệu đi em. Em tên gì? Em là ai? Em có phải là ca sĩ hay không? Dạ em xin chào hai đội chơi. Em xin giới thiệu, em tên là Minh Phương. Em là... Em là ca sĩ. Yeah! Có gì đâu buồn chị. Có gì đâu buồn hai anh. Dạ cãi chị. Chị nói giữ lại bé nữ đi, hai ổng không chịu. Nhưng mà em cảm giác là đội của anh chị là chọn luôn hai ca sĩ đó. Wow. Giận quá rồi, giận hai ổng quá. Phương ơi. Đây có bán thuốc đầu tiên. Phương ơi, trong cái giọng của em có cái tình cảm lắm. Nó có hồn, có tình cảm. Giọng nữ em là giọng nữ trầm. Chúc Phương luôn được mọi người yêu thương và yêu mến. Tất cả đại gia đình ở Việt Nam. Phương ơi, em hát ở đâu xem ca sĩ bí ẩn. Dạ em gặp anh Hưng mấy lần rồi, anh Hưng không nhớ em. Trời ơi, vậy anh còn tội đâu. Anh không tội. Không,
trước hết anh phải đính chính cái vấn đề này. Mắt anh nhìn xa không thấy được. Đâu có nói anh vậy. Anh đổ mắt anh gặp ta mấy lần mà gặp quên ta là lần sao? Luôn. Phương em nói đi, gặp ở đâu? Dạ gặp ở những phòng trà. Và em hay biểu diễn và anh Hưng cũng có biểu diễn. Ủa nha. Rồi, nói chung là giọng em rất là lạ dễ nhớ đó. Hay lắm. Rồi, cảm ơn Phương đã tham gia chương trình. Dạ, em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào Phương nha. Đội chủ nhà mất đi một cơ hội. Không sao, chúng ta vẫn còn một thí sinh nữa, biết đâu đó là người không phải ca sĩ thì sao. Hey, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với song ca của đội khách. Sao chúng mình không còn chung được, khi biết đôi mình vẫn còn thương. Nhìn nhau không nói nên lời, mà như đã cách xa vời. Có ai biết được tình yêu là thế. Lỗi anh đã hẹn nhưng rồi không đến. Ai biết ông trời làm lệ rơi. Tại anh không đến nơi hẹn, để người ta trông đứng trông ngồi, để người ta chờ rồi ngóng trông. Trời đất ơi, quá kìa. Nhưng ai biết được nỗi lòng của người đang yêu. Lòng buồn hiu những đêm mình vắng nhau. Rồi người yêu tìm trong giấc mộng, để lòng mình sao còn ngẩn ngơ. Nắm tay hết giận hết hờn em nhé. Xa cách thêm buồn người tình ơi. Mình yêu yêu mãi muôn đời, từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình bước đôi đường. Wow, mình yêu yêu mãi muôn đời, từ nay ta sẽ không rời, sẽ không bao giờ mình bước đôi đường. Tôi đứng lên là vì bốn vũ công của tôi. Quá duyên. Bốn bạn diễn xuất sắc. Nói chung là một cái màn hoạt cảnh là khá thú vị, một ý tưởng mới độc lạ ha. Rồi một tràng pháo tay dành cho các bạn minh họa. Dạ vũ công mà diễn không, nhưng mà anh chị thấy nhất là cái em mà cầm cái đồng hồ này bám anh không cao, cầm hồ nó xoay xoay ngồi cái đưa lộn ngược cái đưa. Bạn là dancer và các bạn diễn như vậy là tôi rất là vui, làm phải đứng lên vỗ tay cho bốn bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, duyên cực kỳ, duyên cực kỳ. Rồi, duyên cảm ơn vũ đoàn Việt Hải. Trời ơi, chúc mừng mình cũng chúc mừng đội khách vô mánh chúng hai diễn viên mình là người nằm người ngủ. Đội khách chúng ta đang có số 3 và số 5, các bạn xem ai là ca sĩ mình chọn luôn. Em thì em sẽ chọn bạn nam, tại vì bên đội chủ nhà là đã chọn ca sĩ nam rồi, cho nên là nếu như mà mình chọn một bạn nam luôn thì nếu mà bên kia sai thì chắc chắn mình sẽ đúng. Wow, em dùng phương pháp loại trừ đúng không? Đúng rồi, tại vì mình đã có một bạn nam là không phải là ca sĩ rồi, thì nếu mà bên kia sai thì mình sẽ đúng. Đúng. Còn chị thì dùng phương pháp đó là phân tách. Rồi tách đi. Chị thấy nữ hề nên đó, em nghĩ ca sĩ mà lên sân khấu cũng sẽ bình tĩnh hơn chút. Bà này bà mất bình tĩnh luôn, bà hề lắm. Thì em lại chọn cái chàng trai này, không biết có phải là ca sĩ hay không, nhưng mà nhìn cả hai thì thấy chọn bạn trai thấy an toàn hơn chút. Rồi lần này thì cả đội cùng đồng chung ý kiến là chọn một cái người gọi là an toàn ở phần này, đó là bạn số 5. Là số 5 lui. Sự an toàn này nó hơi mất an toàn chút. Dạ, xíu. Dạ, không an toàn. Nữ là ca sĩ. Nữ là ca sĩ đó. Anh Hưng, anh nói vậy thì... Dạ, em đổi được không ạ? Muộn rồi.
muộn rồi. Muộn rồi em. Muộn được cơ. Anh phải có chính kiến chứ. Số 3, em vào trong, em mở mặt nạ ra rồi bước ra, em hát cho mọi người tá quả em là ca sĩ đi em. Bắt đầu. Tại vì quen quá quen nè. Loan đúng hát rồi. Rồi quên luôn, xích ra đây em gái. À, thật ra là không phải quên mà là em sợ em không đủ tự tin khi em mở mặt nạ này ra. Mở phụ đi Thiện. Dạ đây. Có đó, phải người đàn ông rảnh rang nhất thế giới này. Trời ơi là sao? Nhìn thích nhìn gần. Đó. Tôi biết mà, người quen. Nam em á em. Cái nét cười thôi là tôi biết rồi. Làm gì mắc cười? Em sợ ai? À, em cười không phải là em sợ mà là thứ nhất là gặp được mấy anh chị rất lâu rồi, một khoảng thời gian lâu rồi em không gặp. Thứ hai là em không biết là em đang vui hay là em đang buồn nên là em cười trừ hao. Trời ơi, bữa nay là ốm, hơi ốm đúng không? À, gắn xa showbiz, gần show nước. À, hôm nay thấy mặt tươi tỉnh ra rồi. Sắp tới thì những dự định của nam em sẽ làm gì? À, hiện tại thì em chỉ ai mời em đi cái gì thì em đi tới cái đó. Nhưng mà dự định sắp tới của em vẫn là sức khỏe. Sức khỏe em không có ổn định, cho nên là dạo gần đây em biến mất một khoảng thời gian để em take care cho cái sức khỏe của mình. Và em cũng hy vọng rằng là em sẽ còn duyên đứng ở trên sân khấu này. Bởi vì
Rất lâu em chưa được đứng ở trên sân khấu. Rồi đứng sân khấu trở lại đúng không? Có một cái tinh thần gần như sân khấu, nó là sức khỏe, là cái đam mê của nam em. Và một thời gian rời showbiz á, gần show nước á, để có thêm một cái... Anh này! Thật mà, suốt ngày á, nuôi mấy con mèo gần cái show nước, tắm mèo cho mèo ăn đúng không? Dạ. Thấy chưa, giả liền không? Thật ra thì hôm nay gặp lại nam em thì đầu tiên là Như thấy là vui, là chị nghĩ là em cũng đang vui, là tại vì em ốm lại rất là nhiều rồi đúng không? Ốm lắm rồi. Em ốm là do bệnh chứ không phải là em... Ủa vậy không? Dạ. Vui hả em? Ừ, vậy thôi. Nói nghe nè nam em, bây giờ em giới thiệu đi để anh Nguyễn Hưng biết em là ai. Ừ. Em tên thật là Nguyễn Thị Lệ Nam Em, sinh ngày 15 tháng 1 1996, quê ở Tiền Giang. Hiện tại em đang theo đuổi ước mơ làm ca sĩ. Còn em không phải là ca sĩ. Yeah. Mà em là ai? Em là... Em đang theo đuổi ước mơ làm ca sĩ nha. Không, nhưng mà là em, ca sĩ. Em có chức danh mà MT gì đó. Thật ra em rất là áp lực khi đọc cái danh xưng đó. Đẹp mà. Đọc nè, 2, 3, đọc nè. Em là một người bình thường. Nói chung á, trở lại lần đầu tiên hơi bị áp lực ha. Thôi về nuôi mấy con mèo, gửi lời thăm mấy con mèo nha. Ha? Rồi vài bữa cái mình trở lại showbiz mình mạnh mẽ hơn nữa, mình tự tin hơn nữa. Nói vậy thôi chứ anh em trong showbiz á, ai cũng thương em hết trơn á. Ai cũng muốn hỗ trợ em để em thể hoàn thành cái ước mơ của mình. Nam em nhé. Nam em thân mến, chào em. Hôm nay thì tự nhiên thấy một con người nào đứng cười hoài mà đứng cứ ẻo ẻo như này, mình nói ủa sao kỳ vậy, không có vô nhịp sao, khi rất là lạ trong tất cả các người đến đây. Nhưng mà khi nam em hát á thì tôi có nghe một cái tình cảm nó rất là chứa chan. Bài này hát đẹp lắm. Có nhiều người lên đây có sức khỏe rất là tốt, tốt hơn nam em, tinh thần mạnh hơn, nhưng mà họ hát đôi khi cũng bị rung hơn nữa. Tương lai sẽ rất là đẹp nếu em theo đuổi một cái dòng gọi là âm nhạc dân tộc quê hương này, đúng với tình cảm của người em, thì em sẽ còn sáng rực hơn nữa. Chúc mừng nam em và hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe rồi. Nhé. Cảm ơn nam em. Thôi anh đưa em vô nghỉ ngơi ha. Vô đây em. Nam em vợ nhà nuôi mèo không à? Như vậy là chúng ta đã loại một người không phải là ca sĩ. Chúc mừng cho hai đội. Xin mời quý vị chúng ta tiếp tục nghỉ giải lao vài phút, chúng tôi sẽ quay trở lại. Vòng song ca khép lại, chỉ có một đội nở nụ cười mãn nguyện, đó là những vị khách mời của chúng ta. Hoa Khôi Nam Em chính là người chơi mang mã số 03 và cô đã bị phát hiện một cách dễ dàng bởi con mắt tinh tường của những khách mời đầy bản lĩnh. Ngược lại, đội chủ nhà lại đưa ra quyết định sai lầm khi loại nhầm ca sĩ em Minh Phương mã số 02 trong đội của mình. Liệu họ sẽ làm thế nào để lật ngược tình thế? Hãy cùng chờ xem thế nào nhé. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với giây phút cuối cùng của ca sĩ bí ẩn. Có thể nói bây giờ đây, hai đội đang rất là căng thẳng, bởi vì họ cũng chưa biết người mà họ đang giữ có phải là ca sĩ hay không. Chúng tôi sẽ cho một ca sĩ bí ẩn số 7 xuất hiện, hát bằng giọng thật của mình. Mình xem nếu đúng, mình đổi. Mà quyền ưu tiên chỉ có một thôi. Hôm nay em đại diện hai ông anh em nữa, thân tặng, đúng không? Mình bên đây mấy anh lớn đúng mà rồi, chẳng lẽ giờ đi dành đúng thân rồi, tặng rồi. Nhưng mà mình tặng khơi khơi vậy, ban tổ chức không chịu. Nói đúng là rồi, phải dành. Cho nên thôi giờ ST cũng là ca sĩ và Chí Thiện cũng là ca sĩ, mỗi người tặng một câu hát nghe cho nó ấm lòng cái là ba người luôn, mỗi người ba câu. Người ba người. Dạ. À tặng quà hả? Ừ. Trong cái bàn này em lớn nhất cho nên em sẽ hát một câu nó tâm trạng của đội em. Đúng rồi, tâm trạng đi em. Tâm trạng của đội em. Chẳng buồn chẳng khóc, chẳng cười chẳng nói, chỉ là trái tim giấu thật nhiều tâm tư. Thôi thì cứ thế, chưa biết làm sao, vì đã chót yêu, chót lòng người đến sau. Hay ho. Hạ Như. Dạ, ST chứ. Hát trước dạ, đi ha. Dạ. Em có một bài này thú vị lắm. Ừ, mời em. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh. Ha ha, thắp sáng một gia đình. Yeah. Hay quá. Đó là gia đình của em, nãy em có hát ké rồi. À dạ. Yeah. Rồi thôi cũng được. Bây giờ quyền của tiên thuộc về các em. Dạ. Các em nhớ nghe cho kỹ nha.
Dạ. Xin mời ca sĩ số 7 xuất hiện. Bắt đầu cất giọng quanh vàng đây đi. Ôi hoàng tử. Hả? Xin hãy tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền. Chính là thiếp đã làm điều đó. Em gái đã nhận lấy hậu quả rồi. Hết rồi đó. Ủa? Ok. Nó hát hay là đọc anh nhở? Ủa hát đọc gì kệ. Em phải nghe cái hơi người ta đó. Nghe cái giọng thấy nội lực. Đúng rồi. Trầm, bổng, cao, thấp này nọ lắm. Đúng rồi. Thật ra đây cũng là một cô gái mà suy nghĩ rằng là mình sẽ quen. Mình sẽ quen. Thôi đổi đi, trước sau gì cũng phải đổi đi. Em đổi đó. Em đổi luôn. Thôi. Rồi dạ. Cái thiện coi như không có gì luôn. Dạ coi như là em đổi luôn đi. Chứ bây giờ anh nói khác tự nhiên cái đâu có được đúng không? Cũng vậy. Rồi à. Bây giờ ca sĩ Bí Ẩn số 7 vô trong trốn chút xíu đi. Rồi mình đưa ca sĩ Bí Ẩn số 5 ra hát, coi có phải là ca sĩ hay không. Xin mời thí sinh số 5. Rồi cơn mưa chiều nay sẽ đưa bóng tôi khuất xa dần. Và giọt mưa rơi nhẹ rơi như ngàn giọt nước mắt đắng cay. Tình yêu xưa giờ đây chỉ nghe xót xa trái tim này. Và vì sao tôi lại đi để lại sau lưng bao nhiêu nhớ thương. Vì tình yêu em nói biết trong mỗi trái tim chỉ cần một người. Suốt cuộc đời này lời em nói mãi mãi tôi không bao giờ tha thứ. Em ngày xưa đừng bao giờ em hứa sẽ yêu trọn đời. Để rồi đây em đâu cần hối tiếc. Cái chuyện kỳ đã yêu. Thứ này thứ gì đi. Ngày xưa khi gặp nhau tiếng yêu thiết ta đã trao lời. Dù cho không còn yêu cũng đừng nên oan trách nhau. Tại sao em lại gieo đắng cay với câu nói vô tình. Và tôi luôn là tôi chớ mong đôi tay tôi làm gì. Hồi ngày xưa khi em nói yêu tôi em rất ngây thơ. Em chỉ mong sao ta mãi mãi bên nhau. Tâm hồn tôi luôn khao khát yêu em thao thức bao đêm mình sẽ đắp tương lai. Thời gian cuộc sống xa hoa đưa bóng dáng tôi xa trái tim em. Chỉ còn đây bao câu nói chua cay đem đến cho tôi bao nỗi xót xa. Rồi cơn mưa chiều nay sẽ đưa bóng tôi khuất xa dần. Và giọt mưa rơi nhẹ rơi như ngàn giọt nước mắt đắng cay. Tình yêu xưa giờ đây chỉ nghe xót xa trái tim này. Và vì sao tôi lại đi để lại sau lưng bao nhiêu nhớ thương. Vì tình yêu em nói biết trong mỗi trái tim chỉ cần một người. Suốt đời này là em nói mãi mãi tôi không bao giờ tha thứ. Tại ngày xưa đừng bao giờ em hứa sẽ yêu trọn đời. Để giờ đây em đâu cần hối tiếc vì đã yêu. Vì tình yêu em nói biết trong mỗi trái tim chỉ cần một người. Suốt cuộc đời này là em nói mãi mãi tôi không bao giờ tha thứ. Tại ngày xưa đừng bao giờ em hứa sẽ yêu trọn đời. Để giờ đây em đâu cần hối tiếc vì đã yêu. Ngày xưa khi gặp nhau tiếng yêu thiết ta đã trao lời. Dù cho không còn yêu cũng đừng nên oan trách nhau. Tại sao em lại gieo đắng cay với câu nói vô tình. Và tôi luôn là tôi chớ mong đổi thay tôi làm gì. Ủa tôi say lại hai thằng em. Còn gì đâu em ơi, đáng lẽ là chị phụ diễn thôi mà sao chị lố lần vậy? Nào em phụ diễn em cũng có vấn đề hết á. Cảm ơn bữa rồi anh cây. Trời cảm ơi. Ơn Khả Như, cảm ơn Khả Như đã luôn á. Xong người ta đưa về luôn, ta từ chối luôn rồi Như. Đưa về luôn không nói tiếng nào luôn chị. Trời sao chàng trai trời ơi cao quá trời đất luôn vậy đó. Nào giới thiệu đi em. Lần đầu tiên cho em gửi lời chào đến anh Quyền Linh ạ. Chào và em. Tất cả các anh chị nghệ sĩ ạ. Em tên Đoàn Bảo Ân và em là diễn viên ạ. À, diễn viên. Mặt
Sáng này là diễn viên, đúng rồi. Diễn viên thôi, quá đẹp trai luôn mà. Diễn xuất đó, diễn xuất thần luôn. Nếu mà diễn viên mà hát càng tốt á lại càng thuận lợi cho mình nữa ha. Hồi xưa mà anh cố gắng anh hát là giờ anh còn nổi tiếng hơn nữa đó em. Anh Linh. Đừng vậy. Thôi vậy thôi ha. Dạ. Bỏ qua, coi như anh chưa nói đi. Dạ. À. Hai đứa nhìn nhau nói sao ngộ ghê luôn anh Linh. Em thấy cứ nắm tay em lên nhảy nhảy xong rồi đẩy em về giống như là không có cho em có cơ hội gì hết luôn. Nãy giờ đứng nói chuyện nè. Tại vì như loại đấy. Không phải em. Nè nè nè, bắt đầu nói dốc nè, bắt đầu khi mà trai đẹp hỏi bắt đầu nói dốc nè. Hồi nãy bỏ ai là người loại nói đi. Nói sự thật đi, ai ST. Là người... ST em. ST em nói em không loại đi. Cái gì, chị tên là Khả Như chứ không phải chị tên là Khả Năng nói dối đâu chị. Tôi muốn chương trình review lại ạ. Chàng trai này không biết có phải là ca sĩ hay không, nhưng mà nhìn cả hai thì thấy chọn bạn trai thấy an toàn hơn chút. Nghe cái giọng thấy nội lực. Đúng rồi. Trầm, bổng, cao, thấp, này nọ lắm. Đúng rồi. Thật ra đây cũng là một cô gái mà suy nghĩ rằng là mình sẽ quen. Mình sẽ quen. Thôi đổi đi, trước sau gì cũng phải đổi đi. Em đổi luôn, em đổi luôn. Đó, vậy thôi. Thôi đó. Thôi, chuyện đó kê ha, mọi người về nhà nói chuyện riêng với nhau đi ha. Nói chung là cả đội loại em đó, chuyện đó nói sao nha. Rồi bây giờ là về để mối thù nó giữ trong lòng, từ từ trả em ha. Đừng có anh lo. Anh Linh, em nghĩ á, đáng lẽ anh ta không thù đâu, mà nhờ anh. Câu anh nói. Tự nhiên tụi em thấy thù hận tràn ngập luôn. Rồi, cảm ơn em đã tham gia chương trình nha. Dạ, cảm ơn. Rồi. Em. Cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em. Rồi, bây giờ bắt đầu mình tới giây phút hồi hộp để xem ca sĩ Bí Ẩn số 7 sẽ bước ra đây hát luôn, hát live luôn. Hát luôn á? Đúng rồi. Nếu mà đúng ca sĩ á, là mình thắng mừng. Luôn. Thắng chưa chắc. Đội kia chưa biểu diễn mà. Dạ. Nếu đúng ca sĩ thì mình mừng, chờ đó. Còn không đúng ca sĩ, mình về luôn đi. Về luôn đi. Nha. Đừng có chơi nữa. Trời, ánh mắt đầy thù hận luôn á. Vậy nữa, tự nhiên cái vậy nữa. Ừ, giận xong giận. Không nghe lời anh. Và bây giờ chúng ta đến với giọng hát của ca sĩ Bí Ẩn số 7. Tiếng ai đi tìm người trôi.
tiết mục là rất là hay, rất là cảm xúc, làm xúc động chịu quá. Đây là bài hát của nhạc sĩ Tiến Luân, Que Mùa Nước Lũ, mà Phương Mỹ Chi đã thể hiện rất là thành công. Hôm nay cảm ơn con đã đem lại những cái cảm xúc dâng trào trong tất cả mọi người về mùa lũ miền Tây ha. Chị Bãi, chị số 7, à, may quá. Dạ, con xin chào cô chú và anh chị. Em thật sự là vẫn chưa thoát khỏi cái tiết mục này, tại vì á, thứ nhất là về dàn dựng. Vậy thật sự là cảm ơn ekip thiết kế của chương trình và biên tập đã làm một cái tiết mục, và cộng thêm những bạn vũ đoàn đã làm một cái tiết mục thật sự là có mình xúc động, đúng không? Mình chạnh lòng. Và cái hiệu ứng khi mà cái khói lạnh á, nó tràn lên hết luôn, thì mình có một cái cảm giác là nước, thật sự là nước nó tràn lên tới cái mái nhà luôn á. Và không thể không nhắc đến giọng ca của em là thôi thật sự tuyệt vời rồi. Phương Mỹ Chi mỗi lần em hát là rụng rúng. Anh là fan của em về cái nhạc dân ca. Giọng hát khỏi bàn rồi, nhưng diễn xuất nói về diễn viên đó nha. Duyên rất là có duyên luôn. Duyên, diễn tới tốt tôi cười, không tôi coi suốt luôn vậy đó. Xác nhận Duyên. Dạ, tại bên ngoài con sao con đem lên vậy chứ con nghĩ là con diễn không hay. À, nhưng mà cái tự nhiên của con á, nó duyên lắm. Tại lên đó là con còn bị tiết chế bất cái... Tại vì nếu mà con khùng giống con ở ngoài á, thì con sợ khán giả bất ngờ quá. Ngoài là... con khùng lắm hả con? Dạ không, con giỡn. Con giới thiệu về con trước cho nó hoàn thành cái game show này. Dạ, thưa quý vị, con tên là Phương Mỹ Chi, năm nay con 17 tuổi. Và hiện tại con đang là ca sĩ hát dòng nhạc quê hương ạ. À, chúc mừng dòng nhạc quê hương. Chú đã coi con còn hồi rất bé và mới đoạt giải. Chú thấy là có nhiều người hồi trẻ đó rất là nổi nhưng lớn lên bị vỡ giọng ra. Nhưng với ở tuổi như con mà cái chất giọng con rất là chững chạc, hát rất là đẹp, đúng với giọng nữ trung, mà con diễn rất có tình, có hồn, đó là cái trời cho. Xin chúc mừng. Hôm nay con đã đem đến cảm xúc rất là nhiều ha. Chú chúc con khỏe thôi. Khỏe và xinh đẹp ha. Dạ, rồi, cảm ơn con đã tham gia chương trình. Con cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Chúc mừng đội khách. Bây giờ nỗi lo lại thuộc về chủ nhà. Chủ nhà đang sở hữu thí sinh số 6. Chúng ta đến với thí sinh số 6. Em ơi đêm nay vầng trán kia như chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mặn nồng. Đêm nay hai đứa một vầng trăng xưa, mình anh với vầng trăng cô đơn. Cho thêm đớn đau, hàn đêm nay là mình chia tay một người xa cách phương trời. Tình lỡ một người xa xăm, một người lẻ rơi đứng trong. Em ơi còn sự cho nhau hay chỉ còn nỗi nhớ thương đầy vơi. Vầng trăng kia như chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mặn nồng. Đêm nay hai đứa một vầng trăng xưa, mà đôi tim cách xa. Ôm bao đau thương mình anh cô đơn trốn đây. Ngày mai em ra đi chốn giống bao kỷ niệm, trôi theo năm tháng để lại nơi đây mình anh với vầng trăng cô đơn. Trôi theo năm tháng để lại nơi đây mình anh với vầng trăng cô đơn. Thôi,
Chúc mừng số 6 vừa biểu diễn xong phần diễn của mình. Bây giờ thì em hãy nói cho mọi người biết em là ai, em có phải là ca sĩ hay không? Dạ em là Thắng Nguyễn. Em là ông số 6, body đẹp quá, cái vai đẹp vô cùng, cái eo đẹp vô cùng. Mình nghĩ kênh thằng 6 sẽ là ca sĩ, tại vì cái động tác mà anh xịt kiến rồi anh lâu đó. Anh làm nghề lâu kiến thiệt mà. Em đang nghi nghi anh ca sĩ đó. Em là ca sĩ tự do. Chúc mừng đội chủ nhà. Bây giờ anh Hưng anh thoải mái ra đừng ha. Bây giờ căng thẳng luôn. Mình nói vài câu nghe Thắng ơi. Giọng của Thắng thì thật sự giọng rất là dày. Giọng dày mà lên cao rất là đẹp thôi. Nói ngắn gọn như vậy. Và chúc mừng Thắng luôn luôn thành công hơn nữa. Qua ca sĩ Bí Ẩn, Thắng sẽ càng ngày càng tỏa sáng hơn nữa nha. Chúc mừng em. Em muốn lần nữa xin cảm ơn anh ba những người. Rồi, cảm ơn Thắng rất là nhiều. Rồi, cảm ơn Thắng. Như vậy là ngày hôm nay hai đội chủ nhà và đội khách hòa nhau. Chúc mừng. Mỗi đội chúng ta là có một ca sĩ. Yeah, vui cả nhà luôn. Quý vị, chương trình ca sĩ Bí Ẩn đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ quen thuộc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Đông Tây Pro Motion thực hiện. Chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại tuần sau. Lắc lắc. Anh thấy là bây giờ em nên qua kia ngồi. Em mới bên kia. Anh đề nghị hiếp qua đây ngồi. Anh Hưng xuống đây đứng với em anh Hưng. Nói mà, đừng có giận mà. Cái ngôn ngữ cơ thể của bạn số 2 thì hey, coi chừng người ta diễn cái nét đó đó. Người ta diễn nét lúng túng kiểu vậy nè không. Anh em bước kiểu đó, đó, bây giờ đó. Thấy chưa, diễn viên bác ơi, cái nét nó làm gì mới hại ai xong hết bác. Cái nét này hại là